Tính đến 15 giờ 30 phút ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11, thi thể công nhân thứ 3 trong vụ sạt lở vùi lấp 4 người ở thủy điện Trà My 1, Trà My 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đêm ngày mùng 4 tháng 11 đã được tìm thấy. Do trên địa bàn thời tiết xấu nên lực lượng chức năng đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân còn lại. Sáng nay ngày 8 tháng 11, các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm thi thể hai công nhân còn lại bị chôn vùi do sạt lở đất ở thủy điện Trà My 1 và Trà My 2. Đến 9 giờ 30 phút, nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Dũng, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, do thời tiết trên địa bàn huyện Bắc Trà My diễn biến xấu, vẫn còn có mưa nên đến 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm. Sáng ngày 9 tháng 11, công tác tìm kiếm thi thể công nhân thứ tư vẫn tiếp tục được triển khai.